Chào các bạn, đây là thành phẩm của món chả giò hay nem hải sản mình vừa mới làm xong đây. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng các bạn. Cái phần vỏ của nó thì rất là giòn. Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái phần chả giò nó ngon và hấp dẫn như thế này? Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm một cái món chả giò tôm các bạn nha. Cái món này ăn rất là ngon, chả giò hải sản, hoặc là các bạn có thể làm chả giò heo cũng được. Nhưng mà với cái chả giò hải sản này thì các bạn vẫn cần phải thêm có cả thịt heo nữa. Thì ở đây cái phần nguyên liệu các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây hành hành lá này thì các bạn sẽ chuẩn bị 50g, 400g khoai môn, 100g cà rốt. Bánh tráng này thì mình sử dụng cái bánh tráng bò bía, nó rất là giòn các bạn ạ. 300g thịt nạc vai xay có kèm thêm mỡ, thì thường là mình sẽ sử dụng 200g thịt nạc và 100g thịt mỡ để cho cái phần nem của chúng ta không bị khô. Ở đây là 300g tôm đã bóc vỏ như thế này. 30g nấm hương, 20g mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo các bạn ngâm nở cho mình nhé. 100g miến, miến này thì mình dùng miến phố hương, nó sẽ có cái độ giòn và không bị quá mềm. Và khi ngâm các bạn sẽ ngâm nước lạnh cho mình nhé, đừng ngâm nước nóng, ngâm nước nóng là nó sẽ bị mềm. Và 2 quả trứng gà. Nấm hương này các bạn sẽ đem rửa sạch và để ráo nước. Hành lá này thì các bạn sẽ thái thật nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Miến các bạn cũng sẽ thái sợi thật nhỏ. Cà rốt này thì các bạn sẽ thái thành những cái khúc nhỏ như thế này, hoặc là băm nhỏ. Ở đây thì mình sử dụng máy xay luôn. Phần khoai môn các bạn cũng sẽ cắt ra như vậy. Ở đây nhé, ở đây cái cối xay này của mình nó lớn cho nên là mình xay chung được cả tất cả các phần rau củ quả cũng như là thịt, và thịt này thì mình cũng sẽ xay lại nha. Tôm, nấm hương và nấm mèo các bạn cũng sẽ cho luôn vào đây và xay thật nhỏ. Đây các bạn nha, các bạn sẽ xay cho đến khi mà các bạn thấy cái phần nguyên liệu này nó nhuyễn lại với nhau được như thế này thì là chúng ta sẽ tắt máy. Nếu như các bạn không có cối lớn thì các bạn sẽ xay nhỏ từng phần một ra cho mình. Các bạn xay được nhuyễn như thế này thì khi mà các bạn làm chả giò nó rất là ngon, nguyên liệu nó sánh quyện với nhau. Bây giờ thì các bạn sẽ nêm gia vị nhé. Ở đây thì các bạn sẽ cho ở đây 3 muỗng cà phê bột ngọt, 1,5 muỗng cà phê muối. Sau đó trộn đều nguyên liệu. Khi các bạn đã trộn sâu phần nguyên liệu rồi thì các bạn sẽ đập đây 2 quả trứng nhé.
Bây giờ thì các bạn sẽ gói nhé. Ở đây thì các bạn sẽ tùy vào cái bánh tráng của các bạn nó lớn hay nó nhỏ thì các bạn sẽ gói nha. Ở đây của mình cái bánh tráng này nó nhỏ thì mình sẽ dùng một cái muỗng như vậy. Các bạn gập hai đầu, sau đó cuộn tròn. Đó. Các bạn chia làm sao để cho cái phần nhân nó được đều nhau thì khi mà các bạn làm cái bánh này nó sẽ đều. Đó, cứ một muỗng như thế này nhé. Sau đó mình sẽ gập mép trước này. Rồi cuộn tròn. Các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết nhé. Để chiên món chả giò hay bánh đa nem như thế này thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái chảo lớn và dùng nhiều dầu một chút nhé. Thì chúng ta chiên nó sẽ chín vàng đều hơn. Và đặc điểm của cái này thì các bạn sẽ chiên ở lửa trung bình cho mình. Không chiên ở lửa lớn quá nha. Lửa lớn quá thì cái phần bánh đa nó rất dễ bị cháy mà lại không chín nữa. Đó. Lăn qua luôn như vậy để cái phần vỏ bánh đa nó không bị vỡ. Khi mà chiên như thế này thì các bạn sẽ lật thường xuyên nhé để cái màu vàng của cái phần chả giò nó được đều màu. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn chiên xong như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ pha phần nước chấm nhá. Cái phần vỏ của bánh đa nó rất là giòn, của cái chả giò này nó giòn rụm luôn á các bạn. Để pha nước chấm thì các bạn sẽ sử dụng tỏi và ớt. Tỏi ớt này thì các bạn không đập dập mà các bạn băm nhỏ. Bây giờ thì các bạn sẽ cho vào đây 3 thìa ăn phở nước lọc, nước cốt của 1/2 trái chanh,
1 phần 2 thìa ăn phở đường. Sau đó các bạn hòa tan. Khi mà các bạn thấy cái phần đường nó đã tan hết rồi thì bây giờ các bạn sẽ thêm vào đây cho mình 3 muỗng cà phê nước mắm. Hòa tan lên nha. Sau khi mà các bạn hòa tan rồi thì các bạn sẽ thêm vào đây phần tỏi ớt bằm nhỏ. Đó. Khi mà các bạn pha như vậy thì cái phần tỏi ớt nó sẽ nổi lên phía trên như thế này, nhìn rất là ngon và đẹp mắt đúng không các bạn? Đó các bạn ơi, và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.